Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắp một cái hoa sen như thế này. Mời các bạn cùng theo dõi mình làm nha. Đầu tiên tôi chuẩn bị một tờ giấy A4 có kích thước là 15x15cm. Ta bắt đầu gắp. Đừng chéo quá. Ta tiếp tục lắp bắt đầu này vào giữa nè. Mua chàng với đất mẹ hả? Ta mặc áo ra. Giờ phần này ta sẽ lắp vào. Thì cái phần này ta gấp một thứ này. Để các bạn này tôi kéo ra. Bây giờ ta đã hoàn thành được cái màu sen như thế này. Các bạn có thể nhận như là